Đây mình giới thiệu anh em, mình đang đắp cây cốt của cái này là của cái dạng cổ lúa Trung Quốc. Đây phục hồi cây cốt bằng phương pháp đắp tiện. Mà thấy em đắp không? Đắp từ trong ra ngoài để mình phai tiện, rồi phai lại cho khách. Và phương pháp này cũng được, tại vì nếu như mình mua, ông khách này ông bảo là nếu như mua cây cốt mới thì cũng phải làm phai bào thôi, cũng phải đắp lên thôi. Bây giờ mình lấy cây cốt cũ mình đắp lên rồi mình phai bào, cây cốt mới đem về cũng phải đắp thôi. Tại cây cốt cái loại này nó nhỏ hơn cái loại cái bánh của mình, nó đã bị mòn. Cái bánh của ông khách bị mòn, để giờ mình cho các bạn xem cái bánh của ông khách nha. Đây cái bánh là của ba cái bánh phon của ba bánh răng của ông khách, đây nó mòn rất nhiều. Các bạn thấy mình đắp không? Mình đắp cái mối hàng của nó, đắp ở đằng trước là ở đằng sau nó dẫn lên luôn cái cửa hàng, cái sỉ hàng nó tự chốc lên luôn. Đây chỉ anh em cái mẹo là đắp để mà không mất dấu. Các bạn thấy tôi đắp không? Chưa cái cánh này lại nè. Khi mình tiện mình phục hồi lại thì mình nhớ. Có nhiều anh em đắp là sẽ đắp mất luôn, mất công nó sẽ mất cái chuẩn lại đắp. Anh em thấy tôi đắp không? Còn gõ gàng nữa không? Đắp chừa lại để anh em khi anh em tuyển chuẩn. Cái này là cái đạn ổ bi nằm đây. Mình đắp nè, đắp ở đằng trước, ở đằng sau nó dẫn lên. Các bạn thấy cái phôi tôi thấy cái phôi không? Anh em chỉ là cái mẹo anh em mà đắp chừa lại cái này nè. Anh em chừa đây, để khi anh em khi mà đắp phôi xong rồi, đắp hàng xong rồi anh em tiện lại á, nó sẽ còn cái chuẩn để mình dễ dàng mình tiện cho giống cái cũ lại cho anh em. Rồi bây giờ mình tiến hành tiện. Đây mình tiện gia công cái mối hàng mới lúc nãy đây. Anh em đắp kỹ thì anh em tiện sẽ đẹp thôi. Tiện rồi mình phai băng lanier cho khách luôn. Anh em thấy vui vẻ, thấy hài lòng nhớ ủng hộ kênh em nha. Đây là cái cốt em đã phai thành phẩm cho ông khách này. Đây giờ băng này, mình đắp đẹp, phai đẹp, tiện đẹp luôn. Anh em xem kênh anh em nhớ nhấn đăng ký giùm em để được xem được nhiều video của em nha. Cảm ơn anh em.